Chào quý vị và các bạn, đây là con đồng hồ Đức Dung Han 8 gông 8 búa quý vị, đánh hai bài nhạc. Rất đẹp ha. Con này là xây nó khoảng chắc 80 luôn á quý vị, rất dài luôn, nó còn cái chót ở dưới đây. Những cái này zin của nó vẫn còn nha quý vị. Những cái đuôi zin của nó vẫn còn đầy đủ ha. Thường là nguyên bản đó quý vị, tuyệt đẹp. Đấy, kính thành cẩn này ha, rất là hiếm ha. Kính đây. Mặt rất là đẹp luôn. 80 84 là đẹp. Lắc quá đẹp luôn quý vị, Dung Han ha. Nó còn cái logo của nó Dung Han đây. Bên đây cũng còn ha. Nói chung là mấy cái này là zin hết. Những con ngóc máy này luôn ha, nguyên bản hết trăm trăm. Mặt quá đẹp rồi ha, cái xi vàng này. Con này tuyệt đẹp. Rồi bây giờ chúng ta cho đúng giờ. Mặt những cái xi này mình thấy ha, còn rất đẹp luôn. Mặt quý vị xem này, zin hết, rất đẹp luôn. Rồi con này thì có mức giá là 8,2 triệu, bao vận chuyển toàn quốc nha quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.